Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hay Từ Giờ Trading Đình nhé. Lại là Ray Chat đây. Hôm nay là 25 tháng 4 rồi. Mình sẽ tiếp tục tục view buổi sáng cho mọi người tham khảo giao dịch trong ngày hôm nay nhé. Đặc biệt là cái sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay đó là vàng, đúng không? Vàng chính là cái sản phẩm chúng ta quan tâm nhất. Còn về mặt điểm tin tức trên trang lịch kinh tế thì hôm nay chúng ta chỉ có những cái tin liên quan đến đồng đô, nhưng mà nó vào phiên Mỹ buổi tối rồi, cho nên là ban ngày thì chủ yếu là các cái kỳ nghỉ lễ của ngân hàng mà liên quan đến New Zealand hay là AUD trong phiên Á ngày hôm nay rồi. Cho nên là chúng ta sẽ giao dịch thuần theo kỹ thuật thôi nhé. Đặc biệt là cái chu kỳ cuối tuần, cuối tháng nữa. Bây giờ mình quay trở sang cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật thì hôm nay chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Cơ bản nhất ý, thì cái đối với cái sản phẩm là vàng là cái sản phẩm mà chúng ta tập trung nhất, đúng không? Hiện tại thì khi mình làm video như này thì cũng đã có chiến lược cho mọi người trong nhóm trading vàng rồi, và chúng ta đang có thì khoảng 3-40 pip rồi, đúng không? Chúng ta bán xuống. Đây, rất là nhanh. Chiến lược vào cái thì chúng ta đã dương luôn rồi, khoảng gần sắp xỉ 40 pip rồi. Thì đối với vàng ngày hôm nay, mọi người nhớ là cái kịch bản này thì hôm qua mình có chia sẻ cho mọi người ở trên kênh rồi, đúng là nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh ở đây. Chúng ta đang kỳ vọng có một cái nhịp điều chỉnh này rồi trước khi tăng trưởng trở lại. Vậy thì trong phiên Á ngày hôm nay và đầu phiên Âu, chúng ta có thể có cả kịch bản mua lẫn bán, đúng không? Cả mua cả bán luôn đối với vàng. Nhưng cơ bản nhất ý, thì cái nhịp mua của chúng ta thì có thể trên ngưỡng 889 gì đấy. Nhưng mà chúng ta phải xem là cái vùng hiệu chỉnh của trong cái phiên Á của vàng ngày hôm nay như thế nào, và có chiến lược thì mình sẽ gửi cho mọi người nhé. Đương nhiên là các cái chiến lược thì có thể là mình cập nhật rất là nhanh, nhưng cũng có thể là trong ngày, nếu như ngày hôm qua nó sideways rất là lâu như ngày hôm qua chẳng hạn, thì mình cũng không cập nhật liên tục được. Cơ bản nhất là của vàng ấy, thì nếu như các bạn mà đi theo với cái con sóng mà tầm 5-15 phút thì cũng khá là nhiều sóng để cho mọi người giao dịch nhé. Đó. Thì đối với lại cái khung giờ thấp, ví dụ như M30 hay M15 này, mình vừa cho chiến lược xong chuẩn bị chúng ta TP rồi, đúng không ạ? 50 pip thì chuẩn bị rồi. Đối với cái biểu đồ vàng ấy, nếu như ở đây mà nó có cái vùng phản ứng thì các bạn có thể là nó quay trở lại cái vùng 86, 87 chẳng hạn. Bởi vì là cái phá vỡ cái ngưỡng qua, mình có nhận định cho mọi người là phá vỡ được cái ngưỡng 87 ngày 88 ngày hôm qua thì mục tiêu là 98, đúng không ạ? Mục tiêu 98. Thậm chí là sáng nay nó đẩy lên được 2001 rồi. Thì đây là cái vùng mục tiêu của chúng ta nhé. Đối với trong cái phiên Á ngày hôm nay thì các bạn có thể chia vốn ra hoặc là quan sát cái biểu đồ để cái vùng lập đáy hiệu chỉnh như thế nào để chúng ta có thể canh mua lại trong cái phiên Á ngày hôm nay. Đương nhiên là cái tuần này là cái tuần chúng ta rất là khó đánh với vàng rồi, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có những cái điểm entry tốt được. Vì vậy là nếu như có đi chăng nữa thì mình cũng có thể sẽ gửi cho mọi người để chúng ta có những cái chiến lược tốt hơn đối với vàng. Ở đây thì những cái khung giờ, đây là M30 này, các cái khung giờ M15 thì các bạn có thể view xuống thấp hơn để chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội. Giả sử như trong cái nhịp này nó quay trở về cái vùng 8889 thì các bạn có thể lướt sóng buy lại một nhịp chẳng hạn, đúng không? SL có thể là sau cái ngưỡng như là 83. Đấy là những cái vùng mục tiêu cho chúng ta. Đó, vùng mục tiêu chúng ta khi mà các bạn là những cái người mà muốn gọi là đánh scalp trong những cái phiên buổi sáng ấy, phiên Á. Đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể là giao dịch khá là ổn. Thì đối với lại cái chỉ biểu đồ vàng nhá, thì các bạn lưu ý rằng là cái biên độ nó rất là lớn, nên là khi mà mọi người giao dịch ấy, thì cần quản trị vốn làm sao cho nó hợp lý để chúng ta thì có thể tăng được cái target và giảm thiểu đi được cái rủi ro, tăng được cái target và giảm thiểu đi được cái rủi ro. Đấy là cái mà chúng ta giao dịch với vàng. Còn bây giờ mình sẽ quay trở sang mấy cái biểu đồ khác, ví dụ như với coin đi. Trong cái con sóng coin thì mọi người đã nhớ là khi mà mình chia sẻ cho mọi người cái làn coin thì đúng là nó giảm rất là sâu, thậm chí là chạm được cái ngưỡng gì 27k rồi. Mục tiêu ngày hôm nay các bạn vẫn là canh bán xuống thôi, quanh cái mốc như là dưới ngưỡng 28 thì các bạn bán xuống, SL ngay sau vùng 28 có thể 28.3 chẳng hạn, SL ngắn thôi. Mục tiêu thì có thể nó quay trở lại các cái vùng như 266 hoặc 267 nhá, cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Đấy là với coin BTC USD. Ngoài BTC USD ra thì chúng ta có gì những cái sản phẩm coin khác nữa như là ETH chẳng hạn này, hoặc là BNB. Thì với những cái sản phẩm này thì nó đang sideways, cho nên là các bạn chờ đợi những cái cơ hội nó đẹp hơn, và nếu có thì mình vẫn làm chiến lược mà liên quan đến coin hoặc là video để mình view cho mọi người nhé. Còn cơ bản nhất thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung chủ yếu là vàng thôi. Với ngoại tệ thì ví dụ như là GBP USD, hôm qua mình có một cái kèo đối với ngoại tệ GBP, nó chưa đạt được TP. Thực sự là nó chưa đạt được TP, cái kèo này nó SL rồi. Nhưng không sao, đối với lại cái chiến lược đối với GBP USD thì các bạn có thể canh lại cái vùng test đỉnh ngày hôm nay nhé. Canh lại cái vùng test đỉnh và đường kênh trend ở trên này. Đó, thì chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội. Còn cơ hội canh mua thì các bạn sẽ canh mua lại quanh mốc như là 1.245 245 hoặc 246. Đây là dưới cái ngưỡng kháng cự cao nhất đối với cái đỉnh mà nó vừa vượt, đó là 1.247 đúng không ạ? Thì các bạn có thể mua xong cái sóng điều chỉnh này được. Có thể là nó chỉ là 247 nó đã lên rồi chẳng hạn, các bạn phải quan sát thôi. Đấy là với GBP USD. Ngoài ra thì với EU cũng tương tự nhé. EU thì nó đang test đỉnh rồi.
đang test lên cái đỉnh kháng cự, cho nên là với EURUSD ở đây là nó có phản ứng trong phiên Á chẳng hạn, nếu như là M15 mà nó có những cái tín hiệu đảo chiều thì các bạn có thể lướt xuống được. Tức là chúng ta lướt sóng trong phiên Á và đầu phiên Âu rồi, còn sang phiên Mỹ thì biến động nó mạnh hơn rồi và chúng ta phải kết hợp với nguồn tin nữa. Sang phiên riêng đối với lại phiên Mỹ thì thường chúng ta phải kết hợp với nguồn tin, và phiên Mỹ là cái phiên mà nó biến động khác hẳn so với lại phiên Á với phiên Âu, cho nên là các bạn thuần lướt sóng thì thường là trong phiên Á nó là những cái sóng hồi, cho nên các bạn có thể giao dịch được. Đấy là với EU nhé. Còn ngoài ra với cái giá dầu thì chúng ta vẫn mục tiêu là mua trong trung hạn nhé. Nó đã có những cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh trong cái những cái ngày vừa rồi. Nhưng cơ bản nhất thì chúng ta vẫn chờ ít nhất là về vùng 76 đi, $76 một thùng này. À, chúng ta mới bắt đầu gom lại thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta phải nán chờ đợi thôi. Muốn có những cái con sóng đẹp thì chúng ta phải biết chờ đợi, chứ còn không phải là chúng ta cứ sợ mất cơ hội chúng ta vào nhé. Riêng với dầu thì các bạn cứ chờ đợi thêm cơ hội 76 thì các bạn có thể bắt đầu entry được. À, đấy là cái sản phẩm là về dầu. Còn đương nhiên cái sản phẩm mà liên quan đến dầu ví dụ như là với USDCAD. Rồi cái sản phẩm USDCAD thì sau cái tuần trước mình làm cho mọi người một cái view về cái sản phẩm UK này, nó đã tăng trưởng đạt đích rồi. Và ở đây nhỉ, đối với cái biểu đồ UK thì các bạn nhìn thấy là nó có một cái ngưỡng biên độ vùng kháng cự khá là mạnh đúng không? Cái vùng này mà nó đang đang có phản ứng giữ chân rồi, đang sideways rồi. Nếu vùng này mà vẫn giữ được và có những cái tín hiệu đảo chiều mạnh hơn ở trên setup H4 chẳng hạn thì các bạn có thể bán lại nhá. Đối với USDCAD, bởi vì ra khi mà setup mà ở H4 ấy, thì chúng ta sẽ tin tưởng hơn là 1 tới 2 là SL nó cũng ngắn, và biên độ của cái cặp UK này nếu như xuống thì nó sẽ là biên độ rất là lớn nhá. Biên độ rất là lớn, cho nên là chúng ta có thể nhắm đến cái cặp này và chúng ta tìm kiếm những cái cơ hội. Còn những cái sản phẩm khác ví dụ như UJI thì tuần này có lãi suất liên quan đến đồng yên, cho nên là các bạn sẽ chờ thêm cơ hội thôi nhá. Riêng đối với lại đồng yên thì các bạn chờ thêm cái tín hiệu nó rõ ràng hơn để chúng ta có những cái cơ hội mà chúng ta đánh lớn. Hiện tại thì nó đang tạo ra một cái vùng tranh chấp là vùng hỗ trợ ở đây và nó có những cái nhịp bật trở lại, nhưng biên độ nó không có lớn lắm, cho nên là mình cũng không cho mọi người cái chiến lược mua hay bán là tại cái vùng này. Cơ bản nhất thì chúng ta chờ những cái động thái của BOG để chúng ta có những cái kế hoạch mà giao dịch được những cái con sóng tốt hơn nữa, đúng không? Những cái con sóng mà các bạn tỷ lệ RR thậm chí lên đến 110, 120 ấy, thì nó mới là những cái con sóng mà xứng đáng cho chúng ta đầu tư. Rồi ok, đây là với cái sản phẩm về đồng yên. Còn các cái sản phẩm khác liên quan đến đồng yên nó cũng đang biến động rất là mạnh nhá. Ví dụ như là CAC J này hay là CHFJ này. Đây ví dụ như CAC J thì tuần trước mình cho mọi người cái vùng bán mà sau khi mà nó break ở đây đúng không? Nó có một cái nhịp bán. Đối với cái cặp tiền CAD JPY hiện tại trên khung M15 mình view ra cho mọi người thì nó có một cái vùng hỗ trợ. Cái vùng này là mình đưa cho mọi người từ biên độ từ tuần trước rồi nhé. À, từ ngày hôm qua chúng ta cũng đã có những cái cặp sản phẩm là những cặp này rồi, thì nó đang giữ được cái vùng này. Đây là những cái vùng hỗ trợ, các bạn nhìn thấy nó giống như mô hình vai đầu vai đúng không? Nhưng cơ bản nhất là cái khung giờ này nó khung giờ thấp thôi, thì nó có những cái tín hiệu điều chỉnh ở đây thì các bạn có thể là canh mua được chẳng hạn. Nhưng mà đối với cái cặp CJ này chúng ta chờ hiệu chỉnh sâu hơn thì chúng ta mua đi theo xu hướng chính, bởi vì cặp này cái năng lượng mà khả năng nó còn tăng tiếp, khả năng còn tăng tiếp rất là cao nhé, về trên khung D này. Đó, cho nên là với cái cặp tiền này thì nếu mà các bạn mà đánh với cái xu hướng xa hơn thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Giả sử như sau cái nhịp điều chỉnh này đi, đúng không? À, nó sẽ tăng mạnh tiếp như thế này chẳng hạn. Đây là những tìm kiếm những cái cơ hội, còn ở đây nó đang di chuyển theo cái sóng phẳng, cho nên là các bạn có thể đánh theo mô hình, các bạn nhìn thấy không? Theo cái mô hình này. Rồi đấy là với cặp cạc gì, còn rất nhiều các cái sản phẩm khác nha, thì các bạn có thể là rơi vào trong kênh. Bản thân mình ấy thì chủ yếu là trading chủ yếu liên quan đến tập trung là vàng. Cho nên nếu như các bạn mà có hỏi các cái chiến lược liên quan đến vàng thì ok hơn rất là nhiều. Số điện thoại của Richard thì ngay dưới đường kênh YouTube có rồi. Trong các cái nhóm quỹ hay là nhóm support tín hiệu trên vàng thì các bạn đã nhận được cái giá trị cực kỳ tốt rồi. Nếu như các bạn mà có tương tác với Richard bằng cái số điện thoại cá nhân hoặc là cái số ngay trên kênh YouTube Richard có để trên Zalo đó, hoặc tại trong kênh Tele thì các bạn có thể tương tác trực tiếp nhé. Bây giờ thì video mình xin tạm dừng ở đây và kính chúc cả nhà có một ngày giao dịch hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.